Ớt ỏi à? Được. Vậy chứ cái chả cá chiên này mình bán bao nhiêu một miếng? Dạ, một miếng 20 ngàn. Sao rẻ như vậy, mình làm bằng cá gì? Dạ, cá bóng với cá thu. Cá bóng với cá thu. Dạ, cái đi biển vô là mình tự bán luôn. À, một miếng này mấy lạng? Dạ, 6 miếng là 1 ký. 6 miếng 1 ký. Dạ, mà mình cứ bán 5 miếng. Mà 6 miếng có 120 ngàn. Dạ, đúng rồi. Mình bán vậy là nếu mà cá thu lỗ chết sao? Dạ, không, ghe đi biển vô, nhà nghề đi vô rồi mình làm luôn. À. Chứ không phải là mua đi bán lại, đây là nhà nghề đi vô rồi tự làm, tự bán luôn. À, vậy hả? Nên bán cho khách du lịch ăn được cái cảm giác là nó rẻ và cá nó tươi ngon. Chứ sao người ta nói ở đời nó đâu có cái gì nó ngon mà nó rẻ? Dạ, không. Cũng tùy theo cái à. Mua đi bán lại thì nó như vậy, còn cái đây nhà nghề đi vô mà à. Cái này của dân nhà vườn luôn à. À. Như chú mình bán trái cây vậy thôi à. Cái này là mình ăn thấy rất là ngon nha. Dạ, ngon không? Xúc. Ngon quá ngon luôn à. Ngon quá ngon. Mình tên gì? Dạ, con tên Bé. Bé. Dạ, bé mập. Bé mập. Dạ. Mà đâu mập mấy đâu? Dạ có chứ. Thôi à, vừa. Không mập à. Bán ở biển Cam Bình à. Bán chả cá chiên biển Cam Bình đúng không? Dạ. À. Bé mập. Quá ngon luôn. Sáng giờ là 4 chảo dầu thay đi thay lại. À, thay ra mình đổ ra kia hả? Dạ, đổ nhiều lắm. À, cứ khi rồi chiên rồi dầu mỡ đâu vậy nữa mà có 20 ngàn miếng sao lời ta? Dạ, cái này á, con nói nghe này, giống như chú đi vô nhà, chú mua trái cây cho hàng à. Cái đây là con từ người ta kêu từ ngọn mà bán ra gì đó. À, mua tận gốc bán tận ngọn à. Cái đây ở nhà con làm luôn. À, vậy hả? Tại vì nhà có đầy đủ đồ nghề hết. À. Đầy đủ đồ nghề hết. À. Nhưng còn nếu như chú mua đi bán lại thì cái giá nó khác. À. Còn ở đây là ở nhà ghe chồng con đi biển vô. À. Rồi nhà con có nhân lực rồi làm rồi bán kiếm thêm tiền. À, vậy hả? Con làm lời. À. Cho khách đi ra đây biết biển Cam Bình ăn được những thứ cái miếng chả ngon như thế nào. À, như vậy. Ồ. Quá ngon. Em mua bao nhiêu miếng vậy? Mua bao nhiêu miếng? Em mua hết đó mà có chứ đó chứ mấy. 10 miếng hả? Dạ hết rồi. À, 10 miếng. Ủa về cho một hộp. Rồi, ngon quá. Ăn thử quá ngon luôn. Con làm toàn giờ mới thôi mình chiên. Hai mẹ con ăn trừ cơm luôn hả? Con thứ hai cái phải con. À. Cháu. Hai dì cháu à, số 1. Ủa. Thì hai mẹ con đi cũng được chứ làm như chưa có chồng không bằng hai dì cháu. Kiếm thêm ông nữa à? Rồi đi lên màn. Đây quay bé mặt. Quảng cáo cho lấy thêm chồng nữa. Ăn hết chưa? Ăn hết chưa? Hết rồi. Còn miếng cuối cùng mà. Ồ, quá ngon luôn. Về nhà cô chiên vàng lại là vừa con nước đó đi con chiên vàng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.